không ai lấy. Thế bây giờ cháu làm ở chỗ nào? Cháu làm ở bên Thủy Nguyên này thôi. À thế ừ. Thủy Nguyên là cháu làm bên ngành cơ giới à hay là gì? Cháu ngày sau của cơ giới là học điện. À học điện à, thế gì? À. Nhưng mà bây giờ là làm ở công ty nào? Hay là tự mình làm? Làm công ty. Cháu, trước là cháu thành lập công ty, nói ngắn gọn. À. Làm công ty thôi. À. Ừ. Thành lập công ty mà làm rất là hoành tráng. Giờ thành lập công ty thì đơn giản đấy. Vấn đề là gì là mình cố để phát triển đấy chứ. Ồ, cái luống rau cải trông bé này nhưng trông ngon nhỉ. À, trông tươi xanh mơn mởn này. Rau này ăn thấm vào cái táo này. Mà rau này rau sạch, dạ, phải không ạ? À. Cái rau cải này mà nấu canh thá rô thì tuyệt vời đấy. Vâng. Đây là rau sạch. Tuy một luống rau nho nhỏ này thôi nhưng mà cũng thừa cung cấp cho một gia đình.